Chào mừng quý vị khách hàng và các bạn đã quay trở lại với cái chuỗi series hướng dẫn sử dụng xe Toyota Rush. Thì trong cái clip ngày hôm nay, Phương xin hướng dẫn quý vị khách hàng và các bạn sử dụng cái tính năng an toàn trên dòng Toyota Rush này, bao gồm an toàn chủ động, an toàn bị động và cái tính năng vận hành. Thì trước tiên, đầu tiên của cái clip thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cụm ở trên cái cabin cửa này. Thì Toyota Rush được trang bị chỉnh điện 4 cửa, trong đó thì có cái cửa tài của mình là có chế độ auto, là khi chế độ auto một chạm, nghĩa là khi các bạn nhấn xuống thì cái gương tự động nó hạ xuống, và khi các bạn móc lên thì cái kiến của mình nó sẽ tự động kéo lên, chỉ một chạm thôi. Chỉ đặc biệt là chỗ ghế tài thôi nha các bạn, các ghế còn lại thì các bạn phải nhấn giữ thì nó mới xuống gương hoặc là lên gương. Rồi bên cạnh đó thì nó có một cái nút lock kiến. Thì cái nút lock kiến này nó sẽ giúp cho cái kiến ở phía sau, các bạn nhấn khi các bạn ngồi ở phía sau thì mình nhấn cái kiến của nó sẽ không có hạ xuống, mà chỉ khi nào mà bạn mở cái lock kiến này nè thì các bạn mới hạ kiến xuống. Thì cái này nó cũng giúp cho những người ngồi sau hoặc là những cái trẻ em mà nó ngồi sau, nó lỡ nó ấn xuống và nó thò cái đầu ra ngoài, hoặc là nó đưa tay đưa cái gì ra ngoài đó thì rất là nguy hiểm, thì mình có thể lock lại kèm với cái lock trẻ em thì mình sẽ đảm bảo an toàn cho người ngồi bên trong xe, đặc biệt là hàng ghế sau. Rồi cái kiến này thì nó có thêm một cái tính năng nữa là chống kẹt. Chống kẹt là sao? Có nghĩa là khi mà các bạn hạ xuống rồi, mình lỡ quên mình để tay hoặc là mình để cái đồ ở trên chỗ cái kiến này, mà khi mình bấm lên mình quên thì nó sẽ tự động nó dừng lại, nó hạ xuống. Này mình thử cái tính năng này cho các bạn coi nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ móc lên. Đó, kiến của nó sẽ tự động hạ xuống. Rồi tiếp theo là cái nút mà có chữ off và cái hình chiếc xe có hai cái vạch trượt. Thì đây là cái nút mà tắt, để tắt VSC là tắt cân bằng điện tử. Cũng như là cái TRC là hỗ trợ lực kéo. Thì để tắt hai cái tính năng đó, cái nút này nó có cái tính năng là khi mà các bạn mở máy lên thì cái hệ thống đó nó tự động hoạt động, và muốn tắt thì các bạn nhấn bằng giữ. Thì trước tiên khi bạn nhấn bằng giữ thì nó sẽ trong cái đồng hồ túp lô này nè, nó sẽ hiển thị chữ TRC off, có nghĩa là bạn đã tắt cái tính năng hỗ trợ lực kéo rồi. Thì mình sẽ nói sơ về cái tính năng hỗ trợ lực kéo. Hỗ trợ lực kéo đây là khi mà các bạn đi trên cái đường trơn trượt á, các bạn khởi hành trên đường trơn trượt, có nghĩa là cái xe các bạn đang đậu ở cái vị trí là đường trơn, thì cái hỗ trợ lực kéo này nó sẽ có tác dụng là nhấp nhả cái phanh dẫn động để cho cái xe của bạn đi tới, nó hỗ trợ cái phần đó, nghĩa là xe mình đang trên đường trơn mà muốn khởi hành. Thì thường thường nếu mà các bạn không có cái tính năng này thì khi các bạn đạp ga thì cái bánh dẫn động của nó sẽ xoay xoắn luôn, nó không có cái độ dừng nên nó không có độ bám. Thì cái tính năng TRC này nó sẽ hỗ trợ cái độ bám đó, có nghĩa là khi nó xoay xong mà nó dừng lại, cái bắt đầu nó xoay tiếp thì nó hỗ trợ cái độ bám để cái xe mình trườn tới, nó không có bị cái trường hợp là xoay xoắn luôn, trợt bánh xe thì không có khởi hành được. Rồi và để tắt luôn cái phần mà cân bằng điện tử VSC á, thì VSC chúng ta sẽ tắt trong cái trường hợp là xe của mình nó bị xa lầy thì mình sẽ không có sử dụng cái VSC. Và để tắt thì các bạn nhấn bằng giữ luôn. Đến khi nào trong cái bảng đồng hồ túp lô nó hiển thị chữ VSC off kế bên cái chữ TRC off thì cái tính năng của mình đã được tắt rồi. Và đặc biệt là khi mà các bạn đề máy lại thì cái tính năng này tự động khởi động lại nha, chứ nó không có tắt luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần vận hành ở phía bên trong xe. Thì trước tiên là chúng ta sẽ đề máy. Sau khi đi máy xong thì mình sẽ nói hộp số ha. Cái yêu cầu là xe chìa khóa nằm bên trong xe, các bạn bỏ túi hay bỏ đâu cũng được, nhưng sao nó nằm bên trong xe. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái nút để engine start up. Khi các bạn không đạp phanh, các bạn nhấn cái đầu tiên thì nó sẽ mở hệ thống check, mở cái hệ thống điện của cái xe lên. Là mình nhấn cái đầu tiên thì chỉ mới mở hệ thống âm thanh, hệ thống đầu DVD thôi. Mình nhấn một cái nữa thì nó sẽ hiển thị hệ thống điện của xe, bao gồm mã chép, tất cả những cái đèn chép ở trên cái cụm đồng hồ túp lô nó sẽ hiển thị lên để cho các bạn xem là những cái đèn đó nó còn hoạt động hay không. Rồi muốn đề máy thì các bạn phải đạp phanh. Mình đạp phanh, nhấn nút. Rồi sau khi đề máy xong thì các bạn hãy lưu ý giùm mình là những cái tính năng ở trên cái đồng hồ chép á, sau khi đề máy lên thì tất cả những cái đèn báo hiệu á, nó sẽ tắt đi. Những cái đèn nào mà còn sáng thì chứng tỏ là cái vị trí đó nó đang có vấn đề, thì mình cần phải kiểm tra lại, đem đến hãng bảo dưỡng hoặc là gọi cho những cố vấn dịch vụ để hỏi, hoặc là gọi cho sale để hỏi xem cái tính năng đó là cái gì, mình có cần đem vô hãng hay không, hay là nó đang có cái vấn đề gì có thể khắc phục được. Tiếp theo thì mình sẽ xem trên cái
màn hình này hiển thị ra thông tin ở bên trong cái cụm đồng hồ Tupelo này nè, nó có cái gì. Thì ở trong đây thì nó có hai cái đồng hồ, một cái đồng hồ máy bên trái á, là đồng hồ dòng tua, một cái đồng hồ máy bên phải là đồng hồ về tốc độ. Bên cạnh đó thì bên trong nó có màn hình hiển thị ra thông tin, thì ở trong đây nó sẽ hiển thị một số cái tính năng như là báo nhiên liệu, báo nhiên liệu ha. Ở đây thì nó sẽ có hình cái bình xăng và nó có cái mũi tên phía bên tay, phía bên phụ, phía bên tay phải của mình. Thì giống như hồi cái clip 1 Phương có nói về cái phần mà nắp xăng á, thì ở đây là cái hình có cái mũi tên, cái hình cái xăng ha, cái hình cái bồn xăng nó có cái mũi tên phía bên tay phải, có nghĩa là cái nắp xăng của mình nó đang nằm phía bên tay phải của chiếc xe. À, rồi một thông tin rất là thú vị. Rồi ở trong đây thì nó sẽ có cái hiển thị đồng hồ. Đồng hồ này thì các bạn có thể chỉnh bằng hai cái thanh đưa ra ngay chỗ đồng hồ Tupelo. Có chữ H và chữ M nè. Chữ H thì tương đương với chỉnh giờ và chữ M là chỉnh phút. Thì các bạn chỉ cần nhấn vô thôi, nhấn vô cho đến khi nào mà đến cái giờ và cái phút chính xác của ngày hiện tại. Ví dụ như hiện tại đang là 6:15 thì mình có thể nhấn cho đến nào, khi nào đến 6:15 thì ok, mình buông ra. Rồi. Ở trong cái màn hình hiển thị ra thông tin, nó còn có hiển thị chữ B. Chữ B tương đương với cái tần số của mình, nó đang nằm ở cái vị trí là B, là vị trí đậu ha. Đây, tần số đang ở vị trí B. Thì ở trong cái màn hình hiển thị ra thông tin nó cũng có cái chữ B. Và khi các bạn kéo cần số, khi mà kéo cần số thì mình đập phanh các bạn. Khi kéo cần số thì mình đập phanh, mình kéo cần số xuống chữ R, thì cái màn hình hiển thị thông tin của nó sẽ hiển thị chữ R trên màn hình luôn. Có nghĩa là khi các bạn chạy xe, khi các bạn chạy xe thì mình có thể là cầm cái cần số mình kéo và mình thấy được trên màn hình, mình không cần nhìn xuống hộp số. Thì cái này nó cũng là một cái tính năng hỗ trợ thêm cho khách hàng trong lúc chạy xe thôi. Tương đương ha, kéo N, kéo xuống D hoặc là kéo qua số nè, chuyển sang chế độ số. Rồi xíu nữa mình sẽ nói chi tiết về cái phần số sau ha. Giờ mình sẽ hiển thị cái phần trên màn hình hiển thị ra thông tin thôi. Rồi ở dưới thì nó sẽ có thêm cái phần odometer. Odometer là cái số km mà xe đã đi được, thì trong màn hình hiển thị thông tin nó cũng có luôn. Tiếp theo là trip, trip A và trip B. Thì trip này là nó sẽ đo quãng đường đi từ A đến B là bao nhiêu km. Thì các bạn nếu mà muốn reset thì các bạn nhấn cái thanh mà có cái chữ DISB á, display trip odometer, các bạn nhấn bằng giữ luôn thì nó sẽ gì không. Trip A, trip B. Rồi, xe nó cũng hiển thị cho mình biết là nhiệt độ bên ngoài xe là bao nhiêu. Ở trong đây là nhiệt độ bên ngoài xe. Bằng cái cảm biến hồi nãy mình có nói trên Tupelo ha, đó là 27 độ, hiện tại đang là 27 độ. Rồi mức tiêu hao trung bình, cái này thì nó tính là km trên lít, như là mình đi bao nhiêu km nó sẽ tiêu hao một lít nhiên liệu. Rồi nó sẽ đo được là trung bình 100 cây mình sẽ tốn bao nhiêu lít trên 100 cây. Rồi tiếp theo là cái range là RANGE, thì nó sẽ báo cho mình biết là cái lượng nhiên liệu còn lại bên trong xe là đi được bao nhiêu km. Rồi đó là những cái thông tin mà nó hiển thị trên màn hình hiển thị ra thông tin. Ngoài ra thì cái màn hình hiển thị thông tin nó còn một cái vật màu xanh đó, đó là cái hiển thị cái chế độ mà tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mà bạn chạy tiết kiệm nhiên liệu thì nó sẽ nổi trên cái lằn màu xanh đó, có nghĩa là môi trường xanh, tiết kiệm nhiên liệu đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cái phần hộp số. Thì Toyota Rush nó được trang bị là động cơ 1.5 Dual VVT-i. Hộp số thì là hộp số tự động 4 cấp. Nên mình có chế độ mình sẽ có chế độ là chuyển sang số giống như là bán tự động vậy đó, để mình có thể đi những cái cung đường đèo dốc hoặc là có thể vượt những cái xe khác. Thì ở trên này nó sẽ có hiển thị những cái chữ tương ứng. Ví dụ như chữ B là ở vị trí đậu thì các bạn sẽ kéo cần số về vị trí B. R là vị trí gear. Thì những các bạn đã xài xe nhiều rồi thì mình sẽ biết, còn những cái người mới thì có thể là còn chưa biết thì mình sẽ nói luôn. N là số con no, tương đương với xài no số sàn. Rồi ở cái vị trí D và số 3 này thì ngay chỗ vị trí D là mình sẽ chạy tự động bình thường, có nghĩa là hộp số tự động này mình không cần phải vô số. Rồi khi bạn kéo qua chế độ số mà nó hiển thị trên cái màn hình hiển thị ra thông tin là số 3, thì tương đương với mình đang chạy ở cái cấp độ số 3 xe số sàn. Rồi xuống số 2 ha. Và số L là số chậm. Thì cái này là mình đi đèo dốc hoặc là mình chở nhiều người á, thì mình có thể đi cái chế độ L này. Tại vì đi đèo dốc thì nó cần cái dòng tua cao hoặc là dòng cần mình chủ động á, thì mình xuống chế độ số này nó sẽ ok hơn. Về phanh tay thì Toyota Rush sử dụng phanh cơ, không phải là phanh điện tử. Thì muốn hạ phanh hoặc là kéo phanh thì các bạn, đây một cái mẹo nhỏ trên cái dòng phanh tay này, khi các bạn kéo á thì mình có thể bấm nhẹ vô, mình kéo lên để cho nó im, nó không có bị mòn. Rồi khi mà hạ, nhiều người ta kéo quá trớn, kéo mạnh lắm, bây giờ mình không bấm vô nó cứng quá, mình không bấm được, thì các bạn chỉ cần bây giờ mình sẽ kéo mạnh hơn chút nữa ha, mình sẽ kéo mạnh lên,
đầu mình bấm vô thì nó sẽ nhẹ, bắt đầu mình hạ từ từ xuống. Đây, đây là một cái mẹo nhỏ mà nhiều khi bấm hoài nó không vô, rồi bây giờ sao hạ xuống. Lỡ kéo mạnh tay quá thì nó cứng quá mình bấm không vô nè. Mình phải kéo lên chút xíu mình bấm thì nó sẽ nhẹ, rồi mình hạ xuống. Rồi, trên cái cần số thì nó sẽ có một cái nút nhỏ. Cái nút nhỏ này là shift lock. Shift lock có nghĩa là trong cái trường hợp mà xe của bạn có sự cố. Tại vì xe số tự động thì khi mà mình đề máy lên thì mình đạp thắng thì mình mới có thể kéo được cần số. Thì trong cái trường hợp ví dụ như mình hết bình rồi, bây giờ mình không kéo cần số được, thì cái nút shift lock này nó sẽ có tác dụng giúp cho các bạn kéo cái cần số của mình về vị trí no, để mình đưa cái xe lên xe thớt, hoặc là mình đẩy đi đâu đó, hoặc là mình đưa lên xe thớt thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không có bị dướng lại cái cần số. Rồi, ở đây mình cũng lưu ý một số cái nữa. Ví dụ như xe các bạn là xe số tự động, khi đậu ở trên cái mặt phẳng á, thì các bạn có thể về bơi và không cần kéo phanh tay. Thì nhiều tài xế cũng nói cho mình biết đó là cái trường hợp đó thì vẫn ok. Nhưng mà trong cái trường hợp mà mình đậu ở dốc á, mình đậu dốc thì các bạn nên kéo phanh tay. Tại vì cái hộp số của mình mà đang mình đậu ở trên cái dốc á, thì nó dễ bị cấn hộp số. Tức là cái này mình phòng để cho cái hộp số của mình nó bền hơn, thì bạn nên kéo phanh tay ha, rồi mình chuyển về B thì nó sẽ ok hơn so với cái việc mà mình kéo B giống như trên mặt phẳng. Để trên mặt phẳng bạn kéo B thì cái xe của mình nó cũng khóa hộp số rồi, mà xe mình không có di chuyển được, mình khỏi kéo phanh tay thì nó vẫn đứng. Cái này là một cái lưu ý nhỏ cho các bạn để ý. Rồi, về vận hành thì sẵn đây luôn nhắc luôn, ví dụ cái đèn trần thì các bạn khi mà các bạn sử dụng á, thì muốn khi lắp cửa thì các bạn nhớ là những cái đèn ở bên trong xe mình tắt hết, để đảm bảo cho cái bình của mình, kể cả cái hệ thống nhận lạnh luôn, bạn tắt cái hệ thống nhận lạnh để đảm bảo cho cái xe của mình khi mà các bạn đề máy lên á, thì xe trong cái trường hợp kéo nhẹ nhất có thể để đỡ hao bình, cũng như là không có bị hao bình mà khi các bạn lỡ để đèn qua đêm thì có thể hết bình á, khi mà mình cần không thể sử dụng được. Bây giờ Phương sẽ nói đến cái phần an toàn ở trên xe Toyota Rush này. Thì nãy giờ mình đã nói về vận hành rồi, thì động cơ nha, động cơ là 1.5, hộp số là tự động 4 cấp, dẫn động cầu sao nha, Toyota Rush là dẫn động cầu sao. Thì bây giờ mình sẽ nói đến cái phần an toàn, thì nó có an toàn chủ động và an toàn bị động. Thì mình sẽ giải thích sơ sơ hai cái phần này trước. An toàn chủ động là những cái trang bị mà mình có thể chủ động thực hiện trước khi xảy ra sự cố, xảy ra va chạm chẳng hạn. Và an toàn bị động là những cái an toàn mà sau khi xảy ra va chạm thì những cái tính năng đó mới hoạt động. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói trước về cái tính năng an toàn chủ động. Là an toàn chủ động thì mình có thể nói đến như là dây đai an toàn. Thì đối với dòng Toyota Rush nó được trang bị tất cả dây đai an toàn cho tất cả các hàng ghế. Thì khi lên xe các bạn chú ý là mình sẽ thắt dây đai an toàn. Thì dây đai an toàn á, mình sẽ kéo qua người. Về cái phần dưới á, thì nó sẽ nằm ở dưới cái hông của mình. Càng sát hông, càng dưới hông càng tốt. Và cái phần trên của mình á thì nó qua vai, qua vai rồi mình gài vô đó, làm sao cho cái dây đai của mình á nó nằm ở trên vai nha các bạn. Mình đừng có kéo cái dây đai lúc dưới, kéo trên vai ha. Còn phần này càng xuống dưới càng tốt, ở tất cả các vị trí hàng ghế luôn. Thì sẵn nói đến cái phần thắt dây đai thì dây đai an toàn, thì bây giờ cái quy định mới là tất cả người ngồi trên xe phải thắt dây đai. Hiện tại là Toyota Rush nó trang bị tất cả cái dây đai an toàn cho thì dễ luôn. Rồi, sẵn nói về dây đai thì bây giờ mình sẽ nói đến cái phần mà sao rồi. Bây giờ tới tính năng an toàn tiếp theo là cái phần camera gear đây ha. Có nghĩa là mình có thể quan sát trước khi xảy ra va chạm. Camera trên gear và cảm biến gear thì nó sẽ thường đi chung một bộ. Thì trên Toyota Rush nó đã được trang bị camera gear rồi. Khi các bạn cài cần số, này các bạn cài cần số về hộp số gear ha. Thì cái màn hình gear nó sẽ hiển thị ở trên cái đầu DVD này. Do cái camera gear của Rush nó không có cái thước đo về cái khoảng cách, nên các bạn hãy lưu ý giùm Phương là khi mà mình bật gear thì mình sẽ thấy được cái lằn ở phía dưới cái màn hình này nè. Đây chính là cái phần cản sau, thì các bạn có thể canh. Rồi, cái thứ hai nữa đó là cái cảm biến gear. Cảm biến gear là nó sẽ báo động trong cái khoảng cách tầm khoảng 1 phút rưỡi. Thì nó sẽ bắt đầu kêu tiếp tiếp này, cái tiếng bíp bíp trên xe ha. Rồi khi gia càng gần thì tốc độ bíp càng nhanh, và khi mà quá gần thì nó sẽ thành một tiếng bíp dài luôn, chứ nó không có còn bíp ngắt quãng như thế này nữa.
Thì tới đó các bạn biết là xe mình đã tới vị trí mà có vật cản rồi, mình dừng xe lại là ok. Đó, hai cái điểm mà mình lưu ý giùm Phương ha, nhìn ở trên màn hình để mình thấy được cái vị trí của cái cản xe. Thứ hai là nghe tiếng kêu bíp bíp của cái cảm biến da để mình có thể dừng xe lại kịp thời. Sẵn đây thì Phương xin giải thích thêm tại sao Toyota nó thường thường chỉ trang bị hai mắt da mà nó không có trang bị 4 mắt. Thì ở đây nó sẽ có liên quan đến một số cái liên quan đến thông số. Ví dụ như cái mắt của Toyota trang bị thì thường thường nó sẽ quét cái góc rộng tầm khoảng 120 độ, trong khi những cái cảm biến khác có thể là quét cái góc nhỏ hơn. Nên về mặt kỹ thuật thì hai mắt của Toyota nó đã quét được hết cái phần ở phía sau của cái đuôi xe rồi, nên không cần phải trang bị 4 mắt để cho nó tốn chi phí. Rồi, cái đó là an toàn chủ động ha. An toàn chủ động thì bao gồm có dây đai nè, camera da và cái phần ở phía sau nữa là cái cảm biến. Và ở trong hàng ghế thì nó sẽ có móc ghế trẻ em Isofix, và nó trang bị cho những cái hai cái ghế hai bên ở cái hàng ghế thứ hai này. Thì cái móc trẻ em Isofix này nó sẽ giúp cho các bạn móc cái ghế vô để giữ cho trẻ em lại khi mà ngồi trên xe. Thì đúng theo quy định là trẻ em dưới 13 tuổi thường thường sẽ có một cái ghế riêng. Rồi, tiếp theo thì Phương sẽ nói về cái phần an toàn bị động, là những cái tính năng an toàn mà nó sẽ xảy ra khi mà sau khi có sự cố. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái hệ thống an toàn 6 túi khí. Hệ thống an toàn 6 túi khí thì túi khí nằm đây ha, nằm ở rèm ở hai bên, ở phía sau và vô lăng cộng với cái túi khí phía bên phụ này. Thì sẵn cái phần túi khí phía bên phụ này thì Phương cũng nhắc các bạn là khi có trẻ em ngồi ở phía trước á, không nên để cho trẻ em ngồi cái ghế phía trước, hoặc là các bạn không nên gác chân lên chỗ cái vị trí túi khí này. Tại vì khi mà nó xảy ra sự cố thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến trẻ em. Thứ nhất là gây ảnh hưởng đến trẻ em rất là nhiều. Nếu các bạn gác chân lên đây thì khi mà cái tốc độ túi khí nó bung ra có thể ảnh hưởng đến cái chân của bạn, hoặc là cái chân của bạn, chân gì đó. Thì tốt nhất là các bạn không nên để đây. Và khi mình ngồi ghế thì mình sẽ thắt dây đai an toàn cho cẩn thận. Trẻ em thì mình nên để ngồi ghế sau ha, mình không để những cái vật dụng nặng hoặc là cứng lên những cái vị trí túi khí để đảm bảo an toàn khi mà có sự cố xảy ra. Rồi, về cái tính năng an toàn nữa thì của cái dòng Toyota Rush này thì nó sẽ có thêm cái phần khung xe go. Khung xe go là cái khung mà nó sẽ hấp thu xung lực khi mà sẽ có va chạm xảy ra, thì bằng những cái cụm co rụm ở trong cái khung gầm. Thì cái này nó sẽ có ở trên cái thông số kỹ thuật của cái chiếc xe Toyota Rush hiện tại đang được trang bị. Ngoài ra thì Toyota Rush nó còn có hỗ trợ thêm ABS nè, ABD, mấy cái TRC, thì đó cũng là những cái tính năng an toàn nó giúp cho cái chiếc xe của chúng ta vận hành một cách ổn định. Trên đây là cái clip cuối cùng về việc hướng dẫn và sử dụng dòng Toyota Rush, nói về cái tính năng an toàn cũng như là khả năng vận hành. Thì dòng Toyota Rush đối với dây đai an toàn thì đặc biệt dòng này nó sẽ có cái nhắc nhở thắt dây đai an toàn cho tất cả các hàng ghế, nên khi nào mà khách ngồi không có thắt hàng ghế thì các bạn có thể xem và mình có thể nhắc nhở. Thì chân thành cảm ơn quý vị khách hàng và các bạn đã xem cái chuỗi series giới thiệu hướng dẫn sử dụng xe Toyota Rush của Toyota Tiền Giang. Thì mong các bạn hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để mình có thể nhận được những cái video clip mới, hoặc là theo dõi cái trang của Toyota Tiền Giang thường xuyên để mình có thể nhận xem những cái clip mà bổ ích hoặc là hữu dụng cho mình trong việc sử dụng xe. Và mỗi cái xe ra nó đều có cuốn sách hướng dẫn sử dụng kèm theo cái hướng dẫn sử dụng đầu DVD giống như thế này. Thì các bạn có thời gian mình tranh thủ mình đọc để mình có thể hiểu rõ hơn về chiếc xe của mình, khả năng vận hành, về những cái tính năng ở bên trong xe, để đảm bảo cho mình sử dụng chiếc xe lâu bền và nó theo mình trong một thời gian dài. Thì cảm ơn quý vị khách hàng và các bạn đã đồng hành với Toyota Tiền Giang. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.